nhỏ thì có một chiếc miệng thật là xinh đẹp đúng không nào? Vậy miệng xinh thì để làm gì nhỉ? Chúng mình cùng đọc bài thơ Miệng Xinh với bạn Su Su để tìm ra đáp án nhé! Miệng Xinh. Các cháu chơi với bạn, cãi nhau là không vui. Cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi. Ồ, cậu có đồ chơi hay thế, cho tớ chơi với. Đây, cho cậu chơi này. Mình đọc lại một lần nữa nào. Miệng xinh. Các cháu chơi với bạn, cãi nhau là không vui. Cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi. Ồ, cậu có đồ chơi hay thế, cho tớ chơi với. Đây, cho cậu chơi này. Miệng xinh không dùng để cãi nhau đâu. Miệng xinh là để nói điều hay, phải không các em? Chị mong rằng các em sẽ luôn nói những lời yêu thương với mọi người xung quanh để chiếc miệng ấy ngày một xinh đẹp hơn. Chúng mình nhớ học thuộc bài thơ Miệng Xinh nhé. Hẹn gặp lại các em. Mẹ ơi, mẹ uống sữa lúc nào đấy? Các em yêu quý, các em có bao giờ thắc mắc sữa mẹ ở đâu mà nhiều thế không? Chắc có rất nhiều bạn thắc mắc điều đó, bạn bè cũng vậy đấy các em ạ. Chúng mình cùng Su Su học bài thơ Bè Hỏi Mẹ để xem bạn bè thắc mắc như nào nhé. Bè hỏi mẹ. Mẹ uống sữa lúc nào mà sữa đấy vú mẹ? Còn con bú nhiều thế, sữa lại chạy đi đâu? Ơ kìa, mẹ không nói, lại cứ cười là sao? Bè con thật đáng yêu phải không nào? Chúng mình đọc lại một lượt nữa nhé. Bè hỏi mẹ. Mẹ uống sữa lúc nào mà sữa đấy vú mẹ? Còn con bú nhiều thế, sữa lại chạy đi đâu? Ơ kìa, mẹ không nói, lại cứ cười là sao? Mẹ ơi, mẹ uống sữa lúc nào đấy? Bè con thắc mắc tại sao mẹ không uống sữa mà sữa lại đấy vú mẹ. Còn bè thì bú mẹ suốt ngày, chẳng hiểu sữa chảy đi đâu. Có bạn nào thắc mắc như vậy không? Sữa mẹ giúp chúng mình mau lớn và khỏe mạnh đấy các em ạ. À, các em nhớ đọc bài thơ cho bố mẹ nghe nhé. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất vui. Tạm biệt các em nhỏ thân yêu nhé. Thỏ thích ăn gì nhất các em nhỉ? Thỏ thích ăn nhất là củ cà rốt đấy. Bây giờ chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ Củ Cà Rốt các em nhé. Củ cà rốt. Lá xanh, củ đỏ, lớn nhỏ bên nhau, đất đội ngẩng đầu nhảy lên đẹp thật. Tên em cà rốt, củ đỏ, lá xanh. Chúng mình cùng đọc lại nào. Củ cà rốt. Lá xanh, củ đỏ, lớn nhỏ bên nhau, đất đội ngẩng đầu
nhảy lên, đẹp thật. Tên em: cà rốt, củ đỏ, lá xanh. Củ cà rốt có màu gì các em nhỉ? Đúng rồi, củ cà rốt có lá xanh và củ màu đỏ đấy. Trong củ cà rốt có rất nhiều vitamin A, tốt cho mắt. Các em nhớ ăn thật nhiều cà rốt để đôi mắt luôn khỏe mạnh nhé. Nhớ ôn lại bài thơ và đọc cho bạn bè nghe. Hẹn gặp lại các em. Các em yêu quý, hôm nay chị lại có một câu đố dành tặng các em. Các em nghe kỹ nhé. Có đôi cửa sổ khép kín ban đêm, mặt trời nhô lên, mở xa chớp chớp, là bộ phận gì các em nhỉ? Có ai trả lời được luôn không? Chúng mình cùng Su Su khám phá xem đó là bộ phận nào nhé. Mắt để làm gì? Bò mẹ đố bê, mắt để làm gì? Bê nghĩ một lúc, đôi mắt để ngủ mẹ ơi. Bò mẹ cả cười, thế con nhắm mắt thử đi mấy bước, mẹ xem tí nào. Nhìn trước ngó sau, rồi bê nhắm mắt thử đi mấy bước để mẹ xem sao. Bê bỗng húc đầu, cái gì thế nhỉ? Già mẹ xoay người chặn đường bê đấy, mà bê không thấy. Bê cứ húc vào, bê được xoa đầu, được nghe mẹ dạy. Mắt chính để nhìn, chắc con đã thấy. Mắt để làm gì hả mẹ? Con thử nhắm mắt lại xem nào. Thử đi mấy bước để mẹ xem sao. Đó là đôi mắt đấy các em ạ. Vậy mắt để làm gì các em nhỉ? Bạn bè con nói với mẹ rằng mắt dành để ngủ đấy. Các em có thấy đúng không? Chúng mình đọc bài thơ một lần nữa nhé. Mắt để làm gì? Bò mẹ đố bê, mắt để làm gì? Bê nghĩ một lúc, đôi mắt để ngủ mẹ ơi. Bò mẹ cả cười, thế con nhắm mắt thử đi mấy bước, mẹ xem tí nào. Nhìn trước ngó sau, rồi bê nhắm mắt thử đi mấy bước để mẹ xem sao. Bê bỗng húc đầu, cái gì thế nhỉ? Già mẹ xoay người chặn đường bê đấy, mà bê không thấy. Bê cứ húc vào, bê được xoa đầu, được nghe mẹ dạy. Mắt chính để nhìn, chắc con đã thấy. Mắt để làm gì hả mẹ? Con thử nhắm mắt lại xem nào. Thử đi mấy bước để mẹ xem sao. Đôi mắt rất là quan trọng với chúng ta đấy các em ạ. Đôi mắt giúp chúng ta nhìn được mọi vật xung quanh. Vì vậy, các em phải chăm sóc đôi mắt cẩn thận nhé. Chúng mình không được ngồi quá gần tivi và phải ăn nhiều rau, củ, quả để cung cấp vitamin A cho mắt khỏe mạnh. Hẹn gặp lại các em! Nhấn nút subscribe để cập nhật các video mới nhất từ Bookit bạn nhé!